Cô Bảo Cầm là giáo viên mầm non, còn chồng là công nhân làm việc trong khu công nghiệp Amata. Họ đã có hai con trai sinh đôi mới 4 tuổi. Theo nghị quyết 22 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trẻ mầm non là con công nhân người lao động làm việc tại các khu chế xuất khu công nghiệp sẽ được nhận hỗ trợ 160.000 đồng một tháng. Còn giáo viên mầm non thì được nhận 800.000 đồng mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 2/2022. Như vậy, cả ba mẹ con chị Cầm đều trong diện được nhận tiền hỗ trợ. Đợt 1, họ đã nhận được 3,9 triệu đồng cho 3 tháng rưỡi của năm ngoái. Thời gian dịch á, thì là em thì cũng bị thất nghiệp, và chồng em thì cũng bị thất nghiệp luôn. Dạ, cho nên là khi mà có tiền hỗ trợ của nhà nước thì đã lo lại, nói chung là đã hỗ trợ được một số phần nào cái bước ổn định trong cái thời gian vừa qua. Hồi dịch thì em phải có một số ít tiền tiết kiệm, với lại phải vay thêm của chị gái để có thể ổn định được. Trường mầm non Hoàng Anh Hai ở phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa có 295 bé thì có 171 bé là con công nhân làm việc trong khu công nghiệp. Hiện nhà trường đã làm hồ sơ hai đợt cho các cô giáo và các bé để hưởng trợ cấp. Hồ sơ chỉ gồm đơn xác nhận của phụ huynh đang làm việc tại công ty và giấy khai sinh bản sao của các bé. Dù vậy, không phải bé nào cũng được nhận hỗ trợ. Một số công ty là không ký, dạ, không ký cho phụ huynh. Chính vì vậy mà cái đợt 1 là có phụ huynh là làm hồ sơ được. Nhưng mà cái đợt 2 này có nhiều phụ huynh là không làm được. Nhà trường cũng đến tận nơi phụ huynh rồi, cũng như gọi điện rồi là gặp trực tiếp. Nhắc phụ huynh là vận động phụ huynh là cố gắng là cũng làm cái chế độ cho các cháu để các cháu nó hưởng được cái quyền lợi. Trường mầm non Tinh Khôi, thành phố Biên Hòa có khoảng 500 học sinh ở 3 cơ sở thì có hơn phân nửa là con em công nhân trong diện được nhận hỗ trợ. Nhà trường đã phát tiền đến phụ huynh đợt 1, còn đợt 2 hồ sơ đã được duyệt và chỉ còn chờ tiền về để chi cho phụ huynh. Nhận được hỗ trợ là theo đợt. Đợt 1 thì có 3 tháng rưỡi, là từ sau dịch đến tháng 5, tức là tầm giữa tháng 2 đến tháng 5 của 2022. Và đợt 2 này thì nhà trường đã làm hồ sơ là từ tháng 9 của 2022. Còn học ở trường thì vẫn được tiếp tục làm, nhưng mà có một số học sinh là đã đi lên trên hoặc là đã chuyển trường gì kia thì họ vẫn được nhận cái hỗ trợ đó khi mà có trợ cấp về. Đến thời điểm này, thành phố Biên Hòa đã giải quyết đợt 1 từ tháng 2 đến tháng 5 2022 cho gần 23.000 bé và 472 giáo viên mầm non theo quy định. Tổng số tiền là gần 13 tỷ đồng. Hiện phòng đang làm hồ sơ hưởng đợt 2 từ tháng 9 đến tháng 12/2022 và đang chờ Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt. Thành phố Biên Hòa có nhiều cơ sở giáo dục mầm non tư thục với 90 trường và 426 nhóm lớp. Do đó, việc tổng hợp hồ sơ con em công nhân và giáo viên rất khó khăn do phòng giáo dục ít người. Hơn nữa, việc chuyển tiền cho các nhóm lớp không hề dễ dàng vì không có tài khoản riêng của nhóm để quyết toán sau này. Khi mà Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt xong rồi mình lại gửi về ngược về cho Ủy ban Nhân dân 30 phường xã cùng với lại các cái cơ sở giáo dục là công khai lên rồi để coi phụ huynh có ý kiến gì hay không đó. Thì đối với học sinh mầm non á, thì nó rất là khó, không phải là một năm học là học một cơ sở mà một năm học phụ huynh cho học rất là nhiều cơ sở, cho nên là cái việc mà thực hiện cái chi trả này cũng rất là khó khăn. Việc hỗ trợ theo Nghị quyết 22 của Hội đồng Nhân dân tỉnh bắt đầu từ năm 2022 và kéo dài đến năm 2027. Chỉ tính riêng năm học 2021-2022, toàn tỉnh có hơn 151.000 trẻ và gần 6,4 ngàn giáo viên được nhận hỗ trợ. Những địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp đồng nghĩa với số lượng cơ sở giáo dục mầm non độc lập phát triển mạnh do nhu cầu trẻ ra lớp tăng nhanh hàng năm. Do vậy, số tiền chi hỗ trợ sẽ là không nhỏ. Nhưng đây chính là sự quan tâm của tỉnh đối với công nhân người lao động tại các khu công nghiệp.